Giới thiệu các bạn, đây là cái bộ cạo phuộc cho xe du lịch và xe con. Bộ này là sản xuất ở Đài Loan, thương hiệu Top Tool. Bộ này nói chung là dùng ổn, mình bán cho rất nhiều những showroom xe và người sử dụng chưa thấy anh em nào phàn nàn gì hết. Này là làm cái xe tải em. Này nó làm xe tải em, xe con. Tại vì em tưởng cái xe nhỏ là làm xe con, xe lớn là xe tải. Nhìn sexy rất là ok các bạn. Thì nó sau này mà anh em có cần thì cứ liên hệ với mình theo số hotline ở trên đoạn clip ấy. Bên mình chuyên cung cấp những linh kiện phụ tùng sửa chữa xe du lịch. Nha. Yeah.